nhật thứ ba thường niên. Bài trích sách tiên tri Jonah. Lời Chúa phán cùng Jonah rằng: Hãy trỗi dậy và đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Jonah trỗi dậy và đi đến Ninive theo lời Chúa dạy. Ninive là một thành phố lớn, rộng bằng 3 ngày đàng. Jonah tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa, họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắn vỏi, còn có cách là những ai có vợ hãy ở nhưng không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không than khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì, những ai dùng sự đời này hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê con ông Zebêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi ông. Hai ông bỏ cha là Zebêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa.